Cô quái vật tốt bụng. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một người thợ làm đồ chơi tên là Hader sống cùng vợ và con trai. Hader thức dậy từ sáng tinh mơ, lấy đất sét và dành cả ngày tạo ra rất nhiều loại đồ chơi với hình thù khác nhau. Nào là sư tử, ngựa, xe thồ, đức vua, thiên thần, công chúa, rồi để chúng lại trong xưởng để sơn màu, hong khô, rồi đem những thành phẩm tới các làng bên để bán. Vợ của chàng luôn chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa đúng giờ. Hader rất ham ăn, còn vợ chàng lại nấu nướng rất ngon. Ngày ngày, Hader phải đi đến 4 ngôi làng để bán đồ chơi. Bữa trưa của chàng đã sẵn sàng rồi. Hương vị thiệt là ngon miệng, khiến tôi muốn ăn hết ngay tức khắc luôn. Thật sự, nàng đúng là đầu bếp giỏi nhất trần đời đó. Chàng đi ngay đi, không thì muộn mất đó. Đúng vậy, tôi thật sự phải lên đường ngay thôi. Gặp lại nàng tối nay nhé. Con chào ba. Tạm biệt con trai, đi học ngoan nhé. Để tới các làng bên, Hader phải đi xuyên qua một khu rừng. Hader thích ngồi dưới những tán cây trong rừng để ăn trưa giữa những tiếng chim líu lo và tiếng suối chảy róc rách. Đó như là một bữa dã ngoại hàng ngày vậy. Một ngày nọ, khi chàng đang ngồi ăn, thì một con quái vật đi ngang qua. Vậy là vào ngày hôm sau, con quái vật chờ Hader đến. Hương vị thật là thơm ngon quá. Có phải là mùi thức ăn không nhỉ? Nghe mùi thiệt là ngon lành. Không biết khi ăn thử hương vị còn ngon hơn đến chừng nào đây. Ta phải thử mới được. Vậy là vào ngày hôm sau, con quái vật chờ Hader đến. Và ngay khi nhìn thấy chàng đang đi tới từ đằng xa, nó biến hình thành một thiếu nữ, như là đang nằm ngủ dưới bóng cây. Hader đi đến và thấy cô gái. Một cô gái lại đang làm gì ở giữa rừng như thế này nhỉ? À, xin chào ngài. Cô là ai? Và cô đang làm gì giữa một khu rừng thế này vậy? Tôi tên là Donna, ở làng bên cạnh. Tôi đang kiếm việc làm mà. Nhưng mà tôi bị lạc mất đường rồi. Anh có biết làng Riverdale ở đâu không? Ồ, đó chính là làng tôi đó. Cô đang định tới làm việc cho ai đấy à? Không, tôi chỉ đang kiếm việc làm thôi. Tôi có thể chăn gia súc, làm việc đồng áng, dọn dẹp nhà cửa. Việc duy nhất tôi không biết làm là nấu nướng. Vợ mình đang cần ai đó để đỡ đần việc nhà. Cô có muốn làm việc ở trong nhà tôi không vậy? Tất nhiên rồi, tại sao lại không chứ? Vậy thì đi theo tôi nào. Vậy là Hader đưa con quái vật về nhà mình. Vợ chàng rất sung sướng vì có người đỡ đần công việc. Con quái vật tỏ ra là một người giúp việc tuyệt vời. Nó có thể dọn dẹp nhà cửa, trông nom gia súc và chăm sóc khu vườn rất đẹp, nên chẳng mấy chốc được gia đình Hader coi như người nhà. Nó cũng rất yêu thích những món do vợ Hader nấu nướng. Cô Hader này, cô đúng là đầu bếp từ khôi nhất trên đời này. Ha, tôi cũng nói với cô ấy như vậy đó. Tôi chưa từng được thưởng thức món ăn nào ngon như vậy trong cả ngàn năm tôi sống trong rừng đó. Cả ngàn năm sống trong rừng sao? À, tôi xin lỗi, chỉ là nói đùa thôi mà. Một ngày nọ. Có chuyện gì vậy, Harry? Cô Donna ơi, cô nhìn nè, cái của cháu gãy rồi. Giả như có ba cháu ở đây thì ba cháu sẽ sửa cho cháu đó. Hãy đưa cho cô nào, cô sẽ sửa nó cho. Sao cô làm được như vậy? À, nhờ vào phép thuật, thuật phù thủy đó. Cái gì vậy? Chỉ là nói đùa thôi mà, Harry à. Vợ của Hader đã chứng kiến và nghe được mọi chuyện, khiến nàng cảm thấy lo lắng.
Đêm đó, nàng thuật lại câu chuyện với Hanna. Có điều gì đó bất thường với Donna. Sao? Chẳng phải là cô ấy rất đắc lực hay sao? Hơi quá đắc lực đấy chứ, thiếp cho là vậy. Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Donna ơi, cô lấy giùm cháu quả bóng với ạ. Được rồi. Anh có nhìn thấy không? Cô ta không phải là người thường. Cô ta là phù thủy. Cô ta sẽ là hiểm họa cho làng ta. Hander, Hander đâu? Ra đây ngay. Có việc gì vậy anh bạn? Hander này, anh phải đuổi cô ta đi ngay, ngay bây giờ. Nhưng ba ơi, giờ cô ấy là người nhà chúng ta mà. Cô ấy là bạn của gia đình ta. Cô ấy lấy lại bóng cho con và cô ấy đã làm bao nhiêu điều cho nhà của ta mà. Cô ấy đã phụ giúp công việc cho mẹ bao lâu nay. Cô ta là phù thủy và cô ta không bao giờ trở thành người bạn được đâu Harry. Chúng ta phải tránh xa cô ta. Tránh xa cô ta. Chúng ta phải tránh xa cô ta. Tránh xa cô ta. Dân làng đốt đuốc sáng rực lên. Ba ơi, cứu con với. Con trai tôi đó. Nhanh lên nào, lấy nước tới đây. Chờ chút. Cô đã cứu con trai tôi. John, con trai, con ổn chứ? Cô ấy đã cứu con đó mẹ. Cô đã cứu mạng con trai tôi khỏi ngọn lửa. Xin cảm tạ cô rất nhiều. Mọi người thấy đó, con đã nói mà, Donna không phải là kẻ thù. Cô ấy là người nhà, là bạn của chúng ta. Chúng tôi xin lỗi cô Donna. Chúng tôi thành thật xin lỗi cô. Chúng tôi thấy quyền năng của cô và nghĩ rằng cô sẽ làm hại chúng tôi. Không, đó không phải là lỗi của cô đâu. Tôi đã nói dối cô khi mà tôi đến đây. Sự thật là tôi đã thấy chồng cô thưởng thức những món ăn quá ngon lành. Tôi đã khao khát chính mình được nếm những món ăn đó đó. Đó là lý do tại sao tôi biến thành hình dáng này và đến đây. Tôi không nên nói dối cô. Cô là một đầu bếp tuyệt hảo, cô Henderson à. Nhưng tôi nghĩ là đến lúc tôi phải đi rồi. Xin cô đừng đi, Donna. Nhà của cô ở trong rừng Harry à. Cháu có thể vào đó thăm cô mọi lúc cháu muốn. Hãy nhớ là nếu cháu muốn mọi người tin tưởng mình thì chính cháu cũng phải trung thực. Và hãy luôn đánh giá con người bằng việc họ làm, chứ không phải qua bề ngoài của họ. Nếu họ tốt bụng thì đừng quan tâm đến việc họ có nguồn gốc thế nào nhé. Cho dù họ là người hay là quỷ.